tao thi lại. Đâu, tao lấy ông giải, tao mua luôn. Thì nó tới đó làm gì có được gì đâu. Ông giá sách mọi người anh đó. Bắn được. Hello anh em. Hay quá. Hello. Hello anh gà. Ờ đồng chí Hải gà. Trời ơi sao 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 buồn buồn ơi. Giống nọ đồng chí AFK lâu thế. Đến từ lấy mà. Đâu. Đâu hả? Ê, đây đồng chí ra đây tôi nói chúng ta uống Red Bull tiếp năng lượng dài lâu để ta tập luyện lâu hơn chiến ta báo rồi chia ra đồng chí tí mà đồng chí AFK quá luôn luôn nghe này gì hôm nọ tôi nhắn tin cho đồng chí đây à bảo là hẹn anh em hẹn quyết tử đấy hả ông hôm trước nữa cơ nhiều hôm quá sao em không nhớ được hôm nào đấy hôm nào gọi đồng chí mà đồng chí lại tắt cá la cá mic gọi được đồng chí lúc cũng bận đấy, hơi buồn à, chuyện tình cảm. Là CDB đi tí luôn mẹ, đưa anh hoa bất tử rồi nè. Đấy, khổ đồng chí lắm. Đấy, nhiều khi muốn gọi đồng chí. Bí lắm rồi, à nhầm, vã lắm rồi, à buồn lắm rồi. Ờ, đồng chí ơi, tôi nhờ đồng chí tí nhá. Đồng chí kiểm người hộ thằng nhân viên của tôi cái hình như trong người nó có cần xạ sao ấy. Này, em giơ tay lên luôn nè, kiểm đi. Thôi. Ta báo kìa. Bây giờ sang đây chơi với anh em đi, kiểm tra anh em mày đâm mất nó cảm đi. Đồng chí nó vừa nó vừa nhét mấy cái cần xạ vào người tôi đồng chí ạ. Tại đây đây. Có cần xạ trong túi không nè. Thằng này nó vừa nhét người tôi mấy cái cần xạ đồng chí cho thằng này nó đi 10 phút về tội tàng trữ làm có tập phẩm ma túy à. Kiểm đi trong người ông này có cần xạ má bà thằng quăng không biết nào. Ôi sếp phải gà sao sếp bị không một tốt rồi sếp. Sao sao sao. Sao sếp không có tóc vậy? Gà. Do đồng chí Hải gà ăn nhiều do đồng chí Hải gà ăn nhiều bột đất vàng quá với hầu nó vậy. Thế là đồng chí bác sĩ hiểu là nó tốt kiểu là nó tốt dưới dụng gà tốt dưới dụng trên đấy. Bạn hiểu không? Yếu trên khỏe dưới đấy hả? Đấy, em hiểu anh này. Ừ đúng rồi, nó kiểu là tốt dưới hại trên ấy. Cơm đấy đồng chí hiểu nhầm tôi, đầu não cũng chọc hết. Ok à. Cái này hôm nọ bọn tôi vừa gọi là khám cho đồng chí bên dưới rậm rạp lắm. Rậm ở đâu thì rậm nhưng mà đầu là phải chọc. Anh ơi, vừa anh put anh phú. Ogi ra đây. À Ogi, đúng không? Đâu là phải chọc, đâu là dở rồi. Đúng. Không nhưng mà đầu mà chọc quá thì nó trơn khó chịu lắm đồng chí ơi. Chọc nhưng mà không phải chọc nhưng có phải là trơn đâu. Chọc với trơn nó khác nhau chứ. Cái này trơn cái nó trơn nó còn em kéo cái trơn cái con này. Đúng rồi, nó như con cá chê vậy. Ok. Mình còn đó thôi đó. Cái chê chọc, nó cũng dăm ba kiểu chọc chứ cái chọc đảo trơn nó vào rồi á. Má sao em đeo về tú luôn ta? Ơi đồng chí. Nó không có vướng thì sao để gây thương nhớ đâu này. Cái này hợp lý. À vậy là phun rồi, phun bộ tú rồi. Nhưng mà thôi anh em nói vừa chuyện này rồi lỡ có ai đi qua đây để bảo bao cái có tình cảm với nhau. Không, đây anh em mình nói chung là tôi đang giao lưu đồng chí. Vấn đề rất là riêng tư mà. Gọi là tình cảm gia đình coi nó còn ấm áp không thôi chứ. Ai ấm áp mới được nha anh em, đừng ấm áp với nhau nhá, mệt lắm. Không, cái này nó gọi là tình đồng chí mà, như kiểu là bài đồng chí. Ok, tình đồng chí mà thế. Súng đầu cối gác bên đầu hả? Đúng rồi. Gọi là súng kề vai nó mới gọi là đồng chí. Biết đâu được, lỡ sau này em cũng cầm súng chung với sếp sao? Ơ dạ, cầm súng chung thì được nhưng mà đừng có cầm súng của nhau nha. Sợ hơi đấy. Cái này nó gọi là cầm súng chung. Cầm súng chung chứ. Cái cầm súng chung nó có nhiều nghĩa lắm đồng chí ạ. Thế bây giờ ba anh em đến đây mà đang cầm súng chung với nhau đâm bác sĩ Zeta, bác sĩ hiểu nhầm. Lọc ơi, mày có đi ba không? Hả? Tại vì có kìa, em mới lại mà biết đâu. Không có nha, không có nha. Mày đừng có trả viên một thôi, anh cho mày đi tù rồi. Thề em đúng có 1.900 viên mà anh kêu em 2.000 viên đạn đâu ra. Trời ơi trời. Mày có tin là anh nhờ đồng chí Hải Gà cho mày đi tù 10 phút vì cái tội cải tạo hack đồ của anh không? Mới đến chạy rồi. Ok, là cái chó thì sao nhờ? Giờ nè, em có nhiều đạn đưa lên hết nha. Không có đòi nữa. Chị đứng luôn rồi, chị đứng luôn chị không. Đây là lâu rồi. Rất ta là anh yên tâm. Tôi thì nếu mà bác sĩ nữ thì tôi khám rồi, nhưng bác sĩ nam thì tôi khám. Chị đứng luôn rồi. Anh yên tâm. Ok à. Ở đầy ba lô thì sếp nói rồi. Sếp nói thế lộn quá thì cái này là nghiệp vụ, cái này là nghiệp vụ em cũng muốn
chăm mấy bác chị nữ nữa. Thế nhưng mà đồng chí có làm gì làm nhá, đồng chí đừng có khám nghiệm là thư ký của tôi nhá, đó là đồng chí Linh nhá. Tự hổ bị nấu cao rồi anh đúng không? Không, tôi ấy là khổ nấu cao ấy, anh biết không? Là không phân biệt Linh hay ai hết. Đó. Khi mà đã có nghi vấn mà đã có chuyên án chuyên đề là tôi mới khám thôi, chứ còn không phải tự nhiên đi khám. Thì nói chung là có chuyên án. Anh Hải này cứ chịu khám không à? Chứ còn nếu mà đã có chuyên án chuyên đề ấy, thì đồng chí Linh chứ bạn của đồng chí Linh tôi cũng khám nhá. Đây nha, tôi nói nha, nếu mà có chuyên án về đồng chí Linh nha, thì đồng chí cứ cho thằng Cư Lộc này, thằng Zeta này, nó đi tù của tôi với nha. Có kìa, tại sao phải đi tù nha? Sếp có cho gọi xe của sếp vào không? Thôi em tự xét đi, sếp ơi. Thiệt nha, em là cảnh sát nha, nằm vùng, đúng không? Xe, sếp, úi dạ, úi dạ, trồng cổng nha. Không, bạn nào ấy, bạn Lucy bạn nào ấy? Người yêu em nữ, bạn nữ mới tuyển. Người yêu em ấy. Canada. Người yêu em ấy. Vâng, bạn này mới tuyển ở bên Canada. Ổn vậy. Người Canada đó. Lâu lắm đi đường này. Cũng có vẻ là bên Canada luôn nhá. Bạn này năm nay 17 tuổi bạn ạ. Người yêu em đây, người yêu em đây. Bắn lại rồi anh. 17 tuổi à? Tôi xin phép anh em, tôi có cái số hộ nghèo. Tôi đang cầm 3 xin phép anh em, tôi đi trước nhá. Em 17 đấy bạn ơi, 17 đấy đồng chí ơi, 17 đấy. Em cũng có số hộ nghèo. Số nghèo của em còn tận ở bên Canada này sếp. Nhưng mà quan trọng là sừng châu của đồng chí có chắc không chứ. Số nghèo của em nằm bên Úc đúng không sếp? Nhưng mà sợ thế. Nhưng mà của số nghèo phải đéo ai chọn. Ở đấy thấy chưa? Anh em thấy chưa? Có phải cứ số hộ nghèo được đâu. Người ta còn phải đồng ý nữa chứ có phải là cứ cầm số hộ nghèo ra được đâu. Bây giờ đồng chí nhá, cứ làm gì mà đồng chí donate để cho em này em sửa được cái nick. À, bây giờ đồng chí làm cách nào để cho em mới sửa được cái mic để khỏi phải chat em đồng chí ạ? Chịu rồi cái đó thì chịu rồi cái đó. Em mới đang muốn lau mic này, đồng chí có nhu cầu giúp em lau mic. Đồng chí đi xa quá. Tôi nhiệm vụ là cảnh sát, là gọi là sửa soạn lục soát thôi. Giờ anh lục soát nhầm. Không lục soát. Điều tra thôi. Hiểu cái vấn đề mà về tiếng. Ok hả? Cái này đồng chí phải hiểu, nghe bóng lau mic cơ mà. Ngay cái chỗ dưới một phẩm á. Quét cục điện nữa sếp ơi. Đấy, thì cái đó là chịu thôi, các đồng chí tự giải quyết. Đúng rồi, bấm ngược về, bấm ngược về. Cái lâu mà. Cái này là thích lại cả lâu trở xuống nữa rồi. Kiếm đây, kiếm đây, còn mấy mẫu đẹp. Trời ơi, ngầu quá. Ôi, mấy cái vấn đề mà về... các đồng chí giải quyết bác sĩ mà phải chữa được chứ. Tôi thì nhưng mà bác sĩ đâu mà chữa bệnh. Nhưng mà bên cảnh sát này súng nó to, bên tôi này chỉ có chỉ trách nhiệm chữa đâu, dùng cho nghiệp vụ thôi chứ không phải dùng để chữa bệnh. Em có thấy bên cảnh sát súng to không? Chỉ có bên đấy, bên đây sửa được bích của em thôi. Chỉ có bên LFPD súng to chứ súng của dân nó cũng nhỏ bé tí tị. Đâu thế là đó là do súng của anh nhỏ, anh cứ nghĩ súng ai nhỏ chứ. Không súng cả các nhân viên không bôi lọt đó. Đó nhìn ngầu liền bấm giữ xe kế trên chị ơi ít đó rồi ông vô lụm kéo cái hành ram lên hôm nay không thấy bác sĩ tiểu hổ bây giờ bác sĩ tiểu hổ bị nó cao rồi. Tôi thích xe anh rồi nha anh Hải nha. Nấu cao là phạm pháp với nha anh em nha. Gì đấy? Biết nha, chắc vợ của anh Tiểu Hổ nấu xe thì sao? Đồng chí Hải nha, tôi thích xe anh rồi nha. Để xe để còn ngang quá, tôi thích rồi anh. Tôi đang đi cơ sở mà đồng chí này, mà xích xe tôi. Anh ấy để xe còn ngang quá, em không thể cất xe được. Nên là em xích xe rồi. Anh Hải ơi, anh để xem cái chỗ bạn Lucy bẩn áo ấy. Anh phải, chung, anh phải mặc lưới vào bởi vì bạn ấy có tín đồ bị lưới. Bây giờ nhá, cái em Lucy này là em ấy rất thích mặc lưới, mà em nó gọi là chỉ mặc bộ lưới không thôi. lưới này đánh cá nữa. Đấy, đồng chí đeo. Okay. Trời ơi, vậy. Còn bạn nó còn có cả quả. Ôi trời ơi, ơi, em mới lấy cái gì vậy? Em mới lấy cái gì vậy? Vừa vậy. em lại bảo APD cho mọi người, em bảo APD. Đồng chí thấy chưa? Đồng chí thấy con gái người ta đánh giá đồng chí chưa?
Bây giờ đồng chí thể hiện đi, để thể hiện. Trời ơi, hồi nãy còn chị mi mi vỏ bên kia kìa. Thôi bỏ qua đây chơi thôi. Coi kìa bạn. Thôi anh em cứ gọi gọi tôi gọi anh em lại bảo tôi suốt ngày sang đây tán tỉnh với các bạn nữ, các nữ bác sĩ đầm này. Thôi sếp ơi, sếp đây nè. Đang đi cơ sở ấy chứ cứ toàn nói những cái từ nhạy cảm. Tình hình là như thế anh em nhá. Bỏ tivi vậy, bỏ tivi vậy. Cảnh sát với bên bác sĩ là đang cực kỳ phối hợp với nhau trong những cái việc hỗ trợ nhau. Đấy nên là bên đội cảnh sát nhắn tôi sang đây để cảm ơn các mấy anh em. Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý. Cảm ơn miền không, tôi không đồng ý. Cái gì phải có hiện vật hiện kim ra. Vô nha, vô nha. Cảm ơn bằng hiện kim chứ, cảm ơn bằng mồm tôi cũng cảm ơn được. Bây giờ đừng bây giờ thế thì bây giờ em muốn cảm ơn là cái gì? Hiện kim hiện vật gì? Kim hiện vật. Kim là cái cây. Là hiện là hiện ra hả? Cái cây nó hiện ra hả? Cái gì vậy? Kim là cái cây gì? Quên giật cái này. Chết. Anh ơi, bây giờ thì về bảo anh trợ lý giám đốc. Cây thì không được đâu, tầm này không hiện cây được đâu. Mà là hiện là đúng rồi đó, tầm này 9 giờ là đúng rồi. À, giờ này đúng bài rồi. Ở sao đúng 9 giờ lại phải hiện cây là sao? À, thì 9 giờ chứ giờ đó tao ngủ hết rồi. À, đúng. Sao tự nhiên bạn Linh qua đây cái mấy anh em bác sĩ chạy hết đấy nhở? Ôi trời ơi, anh ra ta. Kìa tột tột cái quần của tôi bị tột xếp ạ. Anh không về luôn, trở về là đứng đây, tôi đứng đây với tôi với bạn Linh mà anh sợ tụt quần luôn à? Ừ. Ờ, quần này nay rộng quá tụt. Chắc là anh mặc nhầm quần của anh trai đúng không? Đúng rồi, mặc quần nhầm của sếp hổ rồi. Hai sếp hổ nghe đồn chỗ này tăng cân hay sao á? Hai anh em đi không nổi luôn mà. Thế ông với hổ ở cùng với nhau à? Đúng rồi. Ông ở miền Bắc á, tôi ở miền Nam. Tình đồng chí à, tình đồng chí hả? Tình đồng chí đúng không? Giờ chơi tù 30 phút ra vào. Tình đồng chí đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Súng bên súng, đầu gối gác bên đầu. Em không súng, em đang cần súng. Gác chính giữa. Ê da, ê da. Ý da. Né ra, né. Không đi tù, không đi tù. Tức thiệt đây. Coi ái hả? Em biết, em nghe chị nói cần gì đó, em biết đâu. Ok hả? Chở em về cho. Bác sĩ Hải hôm nay không nói gì nhỉ? Bích dòng nó lúc nghe lúc không ấy nhỉ? Nhưng mà sao hình như hôm nay thành phố Huy Đông sao nhìn nét mặt Linh có vẻ khác nhỉ? Em mới đi xăm về. Ôi chị, hé chị Linh hôm nay ghê thế nhỉ? Toàn hình xăm thôi. Mới xăm mình về. À quên. Em quên, má xuống đẹp quá, mà xăm tay trái tay phải. Ok, anh Hùng này làm cái gì đây? À anh Hùng. Ớt à? Anh Hùng ơi, tôi cũng quý anh em ở bên cứu hộ. Tuấn Kiệt là bên ngồi nhà em. Quý phát anh Hùng chạy luôn. Dạ. Tại em quăng tập má. Anh Hùng ơi. Anh Hùng này đi bình thường có được hay sao ấy. Đổi bộ quần áo thì nhìn bẩn lắm. Phiền quá à. Nhìn nó không sang cái người ấy được. Mà sang cái này là sang ngang ấy. Anh phải đổi bộ nào sang trọng đi. Cái đồ cứu hộ xấu quá hả? Cái này độ như mấy người quát gác ấy. Bình thường anh đã xấu rồi, à nhầm, bình thường cái đồ này nó xấu. Anh nghe được anh buồn đi. Quên. Bình thường. Ô anh Hải cả. À vâng, anh Quân. À đây lại có anh Quân đây. Tôi lại tiện tôi nói luôn. À nhầm, tôi hỏi luôn. Tôi là có nhiều điều muốn nói anh sao Quân này lắm á. Bên cứu hộ để bạn Hùng bạn mặc bộ quần áo nhìn nó bần hàn đấy nhở. Như cái bài thế nhở. Ông anh. Đây bạn Hùng này, bạn Hùng là tôi đánh giá là một người cực kỳ chăm chỉ ở bên cứu hộ. Gọi lúc nào cũng có mặt. Đấy. Đúng rồi, anh bất kể ngày đêm. Nhưng mà sao anh Hùng thầy biết xuất sắc của đội tôi đấy. Đấy, lại đi lại còn đi chân đất này. Quần này chắc là quần thể dục hồi chắc là lấy mượn tạo của em gái hồi cấp 3. Anh biết là người giàu có đặc điểm gì không? Sao anh? À giả thị đấy anh ạ. À thế à? Còn mấy cái thằng mà hay mặc áo vest là mấy nó mới đưa cho em một cái. Đúng rồi. Mấy thằng mặc áo vest là mấy thằng nghèo mà. Thích làm xe cái sếp. Ừ. Cái gì đấy? Cái gì đấy Linh? Đừng khinh những người đi trên đất. Có một thằng mắc dạy nào đưa cho em có cần xa. Cần xa kìa. Các đồng chí tất cả sinh viên hiện trường. Tất cả sinh viên hiện trường để tôi kiểm tra. Để tôi. Cái này có đúng nhiệm vụ của tôi rồi. Các đồng chí đúng nhiệm vụ của tôi rồi.
đúng nhiệm vụ tôi rồi, các đồng chí đừng im, để tôi đấy nhá. Đấy nhá, đồng chí ơi, có mỗi đồng chí Quân với đồng chí Hùng vào đây là có gói cần sa nhá. Ủa? Đồng chí im lặng, để tôi mới vào nha, chỉ có anh Hùng đứng quản lý của tôi ấy, ship quản lý của tôi thì giờ bán cần sa ship à. Tôi với anh Hải không nói đâu nha. Tôi với anh Hải trước giờ làm việc nghiêm chỉnh với nhau đúng không anh Hải? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này đề nghị đồng chí Quân gọi đồng chí Hùng về để làm việc ấy. Nhưng mà thôi, ở đây thì cũng chỗ anh em tôi thì không biết các đồng chí sao, tôi coi như anh em như người nhà. Nhét gần xa rồi thì được chứ đừng có nhét cái thứ khác vào người nhau là chết đấy nhá. Nhét lộn chỗ là chết. Nhét là chết luôn đấy. Nhét que củi vào là giả đấy. Đồng chí đừng có nhét cái gì vào người mình nhá. Em cũng muốn nhét cái gì đó mà em. Chị muốn nhét cái gì được đâu, trời ơi. Linh ơi Linh, em muốn nhét cái gì? Thì nhét cái đó đâu, thổ lộ bản thân. Cái đó là cái gì? Ok, tiền bạc ở đây á. Mọi người có tiền bạc gì mọi người nhét mọi người em đây. Bọn anh chịu, bọn anh bây giờ chỉ có quen với nhét tiền à. Bây giờ tiền ở đây thì chắc anh em ít nhưng mà tình cảm thì nhiều này. Ít em nhận ít, không sao, ai nhiều em nhận nhiều. Chị thấy cái cọng dây chuyền của em không? Chị lấy đi. Linh ơi Linh. Dạ. Em, anh là người rất giàu tình cảm. Em có đồng ý làm người yêu thứ 20 của anh không? Làm cái gì ở kìa ông này? Để chị móc cái lộn được, quên ok hả? Chị móc cái gì vậy? Chị móc cái gì của em vậy? Ok ok. Anh Hùng ơi đứng hà ra chứ từ bé rồi tôi buộc dây dày mà anh lại cúi xuống nên làm gì đấy? Tốt nhất đứng xa chị Linh ra chứ không kéo này mất tiền. Nó sợi chuyền mới bóc sợi chuyền mà. Ok, mất cái gì chứ? Thôi thôi anh Hùng ơi, kiềm chế đi anh Hùng ơi. Rồi đồng chí Zeta đang trong giờ trực mà anh mặc quần áo rồi. Em đang sửa. Tôi đang làm dịch vụ của tôi anh ạ. À bị hư em sửa nè. Okay. Sao anh chị mặc quần áo như thế này? Cái áo quần áo này à? Đồng chí. Em đã có anh. À, Huy Lambo, một thành viên của băng đảng. Ghê đấy. Linh sau ơi. Bao ngày cùng bất bơ hôm nay Huy đã bảo em băng đảng. Anh phải loại bỏ cái thư ký của anh thôi. Thế hả? Này em này, chết hào. Không qua làm thư ký của em nè. Ông Hải này làm gì cho anh nhiều tiền đâu. Anh Hải thì toàn mốt lột sức giao động. Chị Bình đi em đó. Thằng lọt này anh trừ 100k tiếp nhá. Cái vấn đề ở đây trừ gì anh Hải anh kỳ đấy nhờ. Em ơi, mày nhét cho anh ba cái đếu cày vào người á. Cũng có Hải giết thầy. Em đâu có dư tiền đến vậy đâu anh Hải. Nè em nói cho anh nghe nè. Vấn đề là tiền bạc anh hiểu không? Đấy thấy chưa, thấy em diễn tả chưa? Anh nghe chưa anh Hải? Anh nghe chưa anh Hải? Vừa nói vừa diễn tả anh đỏ thấy không? Không, anh có thấy gì đâu, tự dưng anh mù đạp thời em ạ. Anh thấy gì chưa? Tiền bạc trời là ơi, vấn đề. Không, vấn đề là phải có bao nhiêu tiền luôn kìa. Trời ơi, bú đó đâu vậy? Chị bú với. Ok, bú gì đây? Em phải nói rõ ràng chứ, ở đây đông người. Đây nè, FIFA nè, cái gì vậy chứ sao vậy? Đây, anh đưa cho nè. Ơi, đưa cho em đi. Khéo lắm. Anh. Mấy cái đó thì anh Hải anh nhanh lắm. Ừ, đúng. Anh đưa cho em. Mấy cái điếu thuốc của anh Hải thì chỉ có lần là hết thôi em ơi. Nhưng mà bú ít thôi em ạ, hư người lắm em ạ. Đúng rồi, hư người ấy. Không sao rồi. Bú cái gì thì bú mà phải nó phải tốt cho cuộc sống của mình chứ. Anh đưa em bú đó đi. Thuốc ấy nguy hiểm lắm, không có đâu. Nó cái máy gì anh? Cái gì vậy? Em muốn bú cái này nè. Cái này là cái gì? Nó hạt. Giờ lại không một phòng sát anh em ạ. Chết thật. Để xem cái khang AC nè. Thích mà em cứ chỉ xa rồi mà sẽ mất hồn thôi. Chụp xe nha. Chứ động xe ai. Ủa. Thằng Thành với xung quanh không nổi tên đi. Rẹt một cái. Em biết một phần. Anh ơi sao không xong. Em kêu để bấm xong yên rồi ra đổi luôn. Ơi chị bấm mi để sử dụng nha. Em. Quên quê. Sao lại hốt mà. Ok, sẽ cố gắng buổi tối em sẽ on 2 tiếng 3 tiếng. Ấy, dạ em muốn học lên không? Cái đó là như cái hành động đấy chị. Không, hút nè, cầm nước tẩu nè, hút nè. Không, của tụi nó là nó
ông phép hay gì á? Không không, cái vấn đề nó nằm ở đây, em biết vì sao không lên khói không? Vì là cái điếu của đồng chí Hải là cái đứa đểu. Ờ, cái đồ dởm á mà. Đồ ảo giác luôn nè. Ảo thì ảo nhưng mà không có khói. Ấy này, của em không có khói, cái điếu của Hải kỳ quá hả? Đúng rồi, ui dồi ôi. Cái này em phải hút coca. Này mấy anh em ơi, nghe chuyện để đây thôi nhá, đừng có đi kể chỗ khác là bảo là bạn Linh bạn chê điếu của anh Hải kém nhá. Ờ anh em anh ơi, thôi ơi, giờ làm sao cho anh ơi, ở đây có hai anh Hải thì điếu của anh nào? Hai, chóng mặt còn hai vào đây nữa chắc chắn là anh Hải bác sĩ rồi. Ờ đi sao nó học lên coi giống anh vậy? Tôi thấy bác sĩ mà lại yếu kém à. Bác sĩ yếu là cái chuyện bình thường. Bấm vô y là nó lên coi nhiều chưa? Tôi bắt lên thanh rồi. Tôi thấy là mấy anh đầu chọc hai kém. Ê, sao ơi? Nói nhỏ cho anh biết chứ. Đầu chọc, chọc trên chọc dưới kém làm sao được. Làm sao anh cứ tin tưởng em. Có chưa mà. Bốn hay sao nữa? Ý là món mày đi á, kêu người đi theo em á để em. Linh ơi, Linh ơi. Số bao nhiêu? Cảnh sát đi làm đâu chẳng. Để tôi bảo Linh kiểm tra cho anh nhé. Cái hộp số bao nhiêu? Dạ, Linh kiểm tra, cần gì phải kiểm tra. Thế là số bao nhiêu em? Đi diễn lên lên hút hả? Không kéo pha gờ hút. Đồ má này của họ anh đông thế. Ờ. Họ với bên bác sĩ. Trời ơi. Chị lên em xỉu quá. Thật đấy. Kỳ lắm. Buổi sáng làm ăn. Bên đứng làm dầu mà. Ừ, không, con bác sĩ làm dầu thôi chứ cô hộ không có làm dầu. Không, không có dầu đâu. Ghê chưa? Thôi anh em ngồi chơi nha, tôi lại có nhiệm vụ phải đi cái rồi. Ok, ok. Bye anh em nha. Ok, rồi à, hạ sếp nha. Linh ở đây tôi lo được. Ờ, lên đây tôi lo được nha. Ok, em không được, em không được. Có tôi không thì cái việc anh em lo thì cũng như anh em ở đây Linh chờ anh quay lại nhá, anh đi có việc. Dạ, dạ, đi anh ơi, em hút được. Ê, bây giờ em quanh lại đi hẳn được luôn mà. Em quên này vô hai cái dầu an toàn rồi. Nó chạy gần. Anh Quân này, anh chở hộ tôi. Anh chở hộ tôi về đồn sáng. Thôi thì ba câu cao lên được. Thấy nha. Ai vậy? Ai vậy? Ai đâu cao lên thấy là được. Nhiệm vụ ngồi. Kim ở sân đi bay em. Đầy cuốn quá, không muốn đi nữa. Bay đâu quá hay á, hay bay á. Kim. Ba câu cao.